cao mãi quê nhà trên năm thao, cao mãi quê nhà anh ninh chắc giang nghi chúa bà đệ tam. Trên cung quế chiếu thần soi tỏ, cung thỉnh mời thiên chúa lâm thao. Quyền này cái quan sơn trang, sơn trang này các đồng mà quỳ đầu làm tôi cho anh linh dậy khắp núi đồi. Năm miếu gió nằm năm phương, năm miếu rõ ràng nghề vũ phương bản cảnh nhĩ cô tiên nàng dâng hoa. Anh về thăm thành phố Hải Phòng, ghé vào là phố Cấm Mi đền là thờ chúa Lâm Ma Phương kỳ đà 13 gốc phén đầu. Bye, son.
thân cô ai vốn dòng sơn trang thì thay mang thực mang mang giang mang tre mang mưa mang tre mang mưa cơm nào cha ngàn ơi à. Trên sườn núi sau lưng đèo mèo mèo ca dập 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 trên sườn núi sau lưng đèo người mèo đi về bán giờ lúc canh ba đi giờ thì hiện ra người mỹ nữ này cũng lừa đợi con dâu áo trắng đi hài cường tú lắm đầy buồn bỉ chúa của ai người nhớ tâm mi lộc tài chúa mới ban ra bốn phương hội họp để đa tháng này ban cho tiền tốt đùa dày không lòng cho lắm về đây càng nhiều ban cho đồng dài nhất giang ơi à, ngưỡng nghi trời thoáng nghi tỏa gió đời sâu thiêng chúa khi để ngàn là xưa giói truyền chúa bà thân thế bậc phần là tiên ni cấm giang nào là kẻ bắc hay người nam hi Yeah.
mi vật sinh sinh sao đôi bên đi long nga ngõ châu vào chúa bà ra điều tránh chúa thánh gia hồi cung.